Em xin chào cả nhà nghe, và xin chào và toàn thể và anh chị em thân mến và chính trang mà YouTuber của Nguyễn Tướng một buổi tối và tràn đầy và hạnh phúc và bên gia đình và bên địa thân. Thì hôm nay thì trong đoạn video này thì em cũng gửi đến cho mà một bạn tên là Phi Thiên Ân ạ. Thì bạn Phi Thiên Ân này chiều hôm qua thì em đã có vô nghe và xem một đoạn video của bạn, nhưng mà em thấy rằng bạn đứng lên mà bạn mà phát ngôn á thì em thấy rằng điều này nó không có đúng. Bây giờ mình hỏi bạn Phi đang ăn, bạn thấy trong thiền âm bên bờ vũ trụ làm những điều gì mà nó sai trái, họ làm cái gì mà hoài không đúng hả? Bạn phải đưa ra được bằng chứng và nó chứng cứ đàng hoàng. Bạn nói trong thiền âm bên bờ vũ trụ á, họ lợi dụng nơi mà nương tựa thì chủ mà hợp pháp và để đặng mà nó tu. Nhưng mà bạn lớn rồi, bạn đứng ra bạn phát ngôn, bạn nói chuyện như vậy á, mà khác nào bạn đi mà gán tội ra, gán ghép tội cho người ta hả? Mình nói cái gì và mình xem đi xem lại, mình phải có cách và mình nói suy nghĩ khi mà mình mà phát ngôn ra lời nói ha. Mình thấy bạn á, càng ngày càng mà đi vào quét xe đổ rất là nhiều. Bạn nói là thiền âm bên bờ vũ trụ họ lợi dụng nơi mà chỗ mà hợp pháp thì đứng ra thì nó trục lợi. Bạn lớn rồi, bạn có đi ăn và đi học, nhưng mà tại sao mà những mà cái cách và nhìn nhận của bạn, nhưng mà sao mà hồ đồ vậy hả? Trong thiền âm bên bờ vũ trụ á, hiện bây giờ họ sống rất là tốt, họ sống rất là vui vẻ, họ hiện bây giờ đang nuôi hai đứa bé và sơ sinh, hiện bây giờ đang làm giấy và nó sai sanh cho hai bé đó và cho ăn và bỏ ra thời gian và chăm sóc cho hai bé đó. Nguyễn Tướng thấy rằng những và sư cô ông chổng và những và các sư thầy ông chổng bỏ ra thời gian rất là nhiều và nó chăm sóc mà. Nhưng mà bạn đứng ra, bạn lên mạng, bạn đi xúc phạm trong thiền âm bên bờ vũ trụ, những ngày qua, những tháng qua bạn chửi mà thầy ông nội và chửi những mấy người ông chổng, kêu và kêu bằng tên mà họ kêu đồ. Mình thấy rằng á, bạn lớn rồi, có ăn có học, nhưng mà y ghen là bạn mà không có ăn và có học vậy, cha mẹ cho mà bạn đi ăn đi học làm cái gì vậy? Mình thấy thiệt luôn á, mình thấy mà nó mà buồn cho cha mẹ bạn, rất là buồn, buồn cho cha mẹ bạn cho bạn đi ăn học, nhưng mà bạn đứng lên bạn đi mà nó phát ngôn và chửi mà mọi người giống giống. Mình thấy rằng bạn làm mà nhục cho mà cha mẹ bạn, mình nói thiệt luôn, làm nhục cho cha mẹ bạn rất là nhiều á. Bây giờ nè, mình hỏi qua mấy anh chị nè, trong thiền âm bên bờ vũ trụ những ngày qua, và nó có phải bị mà người khác đứng lên và nó xuyên tạc, bị người khác đứng lên và nó quy chụp và hay không? Có phải là bị những người khác gán ghép đưa những và bằng chứng giả và nhân chứng giả và đứng ra và hay không hả? Thì mấy anh chị hiện coi đi và coi lại thì có phải và như vậy không ạ? Nhưng mà Phi Thế An nè, tao nói cho mày nghe, hôm nay thì kêu bằng mày luôn á, thiệt á. Tại sao không? Em nghe mà một đoạn và video của nó, nhưng mà em thấy á, y ăn mà cái thằng này á, nó không bao giờ mà nó được như như thế nào. Nó kêu thầy ông nội ông chổng thì á, là nó bằng mày, thầy kêu bà thầy ông nội thì nó bằng tao. Chửi rất là nhiều ông chổng, người nhiều người ông chổng, nhưng mà nó đứng ra mà nó phát ngôn á, thiệt á, em thấy á, nó làm thiệt á, là nhục cho cha mẹ nó dữ lắm luôn em. Nhưng mà em nói thiệt luôn á, nhưng mà không phải nói như thế nào thiệt.
nó có ăn có học, nó đi học đàng hoàng, nhưng mà nó không biết và nó cái cách mà nó suy nghĩ nó luôn á. Nhưng mà trong hiện âm bên bờ vũ trụ á, họ không bao giờ họ đụng chạm ông và đến mà nó đó. Nhưng mà nó đứng ra nó lên mạng nó chửi người ta, nó đứng ra moi móc những chuyện trong mà thiền âm bên bờ vũ trụ rất là nhiều. Bây giờ nè em nói cho mà mấy anh chị nghe nè, nghe em nghe mà cái mà thông tin của thằng này mà nói luôn như thế này nè, cái thằng mà Huy Thiên Ăn á, nó nói á là hai bé sơ sinh trong chủng không phải là lượm ở ngoài, nó nói á là hai đứa bé đó sơ sinh đó là con của mà các sư cô ông chồng, nó nói vậy đó. Bây giờ em hỏi mấy chị nè, có phải thằng này là nó đứng ra và nó phát ngôn á, nó nói chuyện như vậy, nó có phải là nó đi mà nó mà vu khống cho ta hay mà hay không? Đó. Bây giờ tao hỏi mày nào, Phi Thiên Ăn, mày thấy những các sư cô trong chổng, mày thấy mà mọi người ở trong chổng có đẻ mà ra hay không hả, hay là mày nằm ở dưới mà cái hầm giường chỗ mà nguyên cái giường đẻ ở dưới rồi mày nói là những các sư cô trong chổng hậu đẻ và hai bé đó ra hả? Cái thằng này hôm nay em mà nó mà bực bực tức luôn á, thiệt luôn á. Em nghe mà một đoạn video nó nhưng mà em không thể bao giờ là em nói được. Hôm nay thì em rất là nóng nhưng mà em rất là nó bực tức luôn á, mà cái thằng này luôn á, nó đứng ra mà nó mà phát ngôn mà như vậy. Hai bé sơ sinh trong chổng thì thầy Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên họ đã lộn lộn mà ở ngoài không biết có ai và bỏ, nhưng mà thầy Hoàng Nguyên Nhất Nguyên trong chổng người ta đứng ra, người ta nuôi tận tình và nó tận tâm cho ăn và cho mà mặc, người ta bao bao che và những ngày lạnh đó. Nhưng mà còn nó nói là hai bé và sư sinh này con của mà Nhẫn và Nico trong mày nói chuyện nhưng mà mày không bao giờ mày nói chỉnh sửa được. Đó. Nghe mà thằng mà Huy mà Thiên Ăn thì trong đoạn video này thì em gửi cho đến cho mà một bạn tên là Phi Đăng Ăn, nhưng mà mấy anh chị mình xem đi xem lại thì coi thằng này nó nói chuyện đúng và hay không ạ. Bây giờ thì hôm nay thì em rất là nó mà nóng và nó bực tức cho mình luôn á, nhưng mà nói nhưng mà không ra lên lệ luôn thiệt á, nó tức thằng này dữ lắm. Nó đứng ra và nó phát ngôn những lời nói của nó là đứng ra không bao giờ mà những từ nào mà nghe được, mở miệng ra là nó chửi ra, mở miệng ra là nó xúc phạm ra và nó đi không gán ghép cho người ta không à, em hiểu đúng. Hay trong đoạn video này thì mấy anh chị mình thấy và nếu mà thấy nghe được và em nói gì và hiểu gì thì mấy anh chị và cho em lời và nhận xét và lời và chút bình luận ạ. Mấy bạn anh chị và nhớ và bấm nút và nó đăng ký và subscribe cho em mà. Nhưng mà trong đoạn video này em rất là bực gửi đến cho mà thằng mà Huy Thiên Ăn ạ. À.